Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận thời sự của VOTV trong bản tin ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, có một vụ việc đánh nhau hy hữu diễn ra tại Trung Quốc liên quan tới dịch virus corona Vũ Hán. Vụ việc này làm cho chúng ta bắt đầu phải nhìn lại những vấn đề đang diễn ra tại Trung Quốc và chúng ta thấy gì từ vụ ẩu đà giữa cảnh sát và người dân Hồ Bắc với người dân tỉnh Giang Tây. Sự việc là như thế này: vào sáng ngày 27 tháng 3, cảnh sát thị trấn Tiểu Trì, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc và cảnh sát thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng vì vấn đề khôi phục lệnh làm việc. Vì trên cái cây cầu Trường Giang ở Cửu Giang, nơi là giao giới giữa Hồ Bắc và tỉnh Giang Tây, thì cảnh sát giao thông của phía Giang Tây đã không để cho người dân Hồ Bắc đi qua. Bởi vì là theo chỉ thị của phía chính phủ đó, thì người dân Hồ Bắc và người dân khắp cả nước đã được lệnh làm việc trở lại. Thế nhưng mà sau đó cảnh sát giao thông của Hồ Bắc kéo đến để đánh cảnh sát giao thông của tỉnh Giang Tây. Phía Giang Tây cũng điều động đặc cảnh và cảnh sát đặc biệt, cảnh sát cơ động đến để gọi là đánh ngược lại và đánh bật nhau ra. Cuộc đánh này xảy ra trên diện rộng. Và được biết thì huyện Hoàng Mai của tỉnh Hồ Bắc chỉ cách thành phố Cửu Giang chỉ có qua một cái con cầu, chỉ qua một cái con sông đó. Và do Hoàng Mai là không có ga tàu, người dân địa phương nếu muốn xuất hành để quay trở lại làm việc ở các nơi và cụ thể là ở tỉnh Giang Tây thì phải đi qua cầu Trường Giang mà đến nhà ga Cửu Giang, sau đó mới đi được tàu. Thì sau cùng quan chức của cả hai bên đã đến hiện trường để đàm phán, vẫn phải đến hiện trường để đàm phán, để thỏa thuận với nhau. Cái cuộc đàm phán khẩn cấp này và cuộc xung đột gọi là tạm thời kết thúc. Nhưng mà người ta bảo là ức và không chịu được, sau đó nó lại tiếp tục diễn ra những cái diễn biến tiếp theo. Và ông Hoàng, một người ở ngay trong cái cuộc hiện trường, đã miêu tả về cuộc xung đột ngày 27 tháng 3 như thế này: sáng hôm nay, cảnh sát giao thông Cửu Giang đi qua cầu Trường Giang, lập chốt chặn ở Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, không cho phép người Hồ Bắc lái xe riêng đi qua Cửu Giang. Cảnh sát giao thông Hoàng Mai đến nói chuyện phải trái, hai bên xảy ra động tay động chân, cảnh sát Hoàng Mai bị vây đánh, Hồ Bắc tạm thua Giang Tây 0-1 và lùi lại. Nó y chang như một trận đấu nhé. Và sau khi đăng video lên mạng xã hội, người dân Hoàng Mai tập trung tại cầu Trường Giang yêu cầu phía Cửu Giang phải xin lỗi. Và Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc và Cửu Giang tỉnh Giang Tây đặt 1-1, bởi vì như thế là người dân yêu cầu bên kia phải xin lỗi, cục diện là xoay chuyển. Buổi trưa cùng ngày thì người dân đi qua cầu Trường Giang đến Cửu Giang lại tiếp tục xảy ra xung đột. Hồ Bắc phản kích và giành được một chiến thắng trước Giang Tây. Buổi chiều, người Hồ Bắc bao vây đội cảnh sát giao thông của Cửu Giang, Hoàng Mai tiếp tục dẫn đầu và thắng Cửu Giang 3-1. Khoảng 3 giờ chiều thì đứng trước tình trạng căng thẳng này, lãnh đạo của thị ủy Hoàng Mai đã khuyên người dân trở lại Hồ Bắc. Tức là ông này khuyên không phải gì mà lại khuyên quay trở lại Hồ Bắc. Thì đến 5 giờ chiều, phó tỉnh của trường phó của tỉnh trưởng Giang Tây đã buộc phải từ chức, và chủ nhiệm ủy ban giám sát tỉnh cũng từ chức vì liên quan tới cái vụ việc này. Nhưng mà trận đấu nó vẫn chưa kết thúc, người dân Hồ Bắc thắng đậm, nhưng mà cuối cùng là áp lực của phía bên trên thì người Hồ Bắc được phép đi qua cầu Cửu Giang của người Giang Tây. Tuy nhiên là vấn đề ở đây đó là thông tin cho biết là Hồ Bắc không có ca lây nhiễm mới, một thông tin mà bên phía Cửu Giang không tin, và cảnh sát giao thông đã quyết định là chặn không cho người Hồ Bắc đi qua để khỏi lây lan trong vùng của mình. Bởi vì nếu không, ông này cũng bị xử lý trách nhiệm vì để cho người ta qua khỏi vùng cách ly. Vụ việc này thì một người dân khác đăng video về sự kiện tại hiện trường cũng nói như thế này: là vấn đề xung đột giữa Hồ Bắc và Giang Tây là cốt ở chỗ là không minh bạch về thông tin dịch bệnh. Bên phía Giang Tây không tin con số người lây nhiễm ở Vũ Hán về không. Thực tế thì chắc chắn cũng chẳng về không. Vị này còn cung cấp một văn kiện của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Hán Xuyên cho thấy rằng ngày 25 tháng 3, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc báo cáo một trường hợp xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng. Nhà của bệnh nhân ở Hán Xuyên tiếp xúc gần với 18 người,
phải cần cách ly trong 14 ngày. Trong khi đó, thông báo trong cùng ngày của chính quyền Cộng sản Trung Quốc là đến hết 23 giờ ngày 25 tháng 3, số ca chẩn đoán lây nhiễm mới là 0. Và từ 0 giờ ngày 25 tháng 3, ngoài thành phố Vũ Hán, tất cả các khu vực còn lại của tỉnh Hồ Bắc đều gỡ bỏ phong tỏa. Người dân có thể ra khỏi tỉnh và như thế là có thể đi làm việc. Thành phố Hán Xuyên cách trung tâm thành phố Vũ Hán chỉ 45 km, là thành phố gần với Vũ Hán nhất. Thì cái lệnh gỡ bỏ của Trung Quốc, tức là cấm phong tỏa phần lớn các khu vực của tỉnh Hồ Bắc được gỡ. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố ca nhiễm mới tại Vũ Hán đã về không, tức là hết bệnh rồi. Nhưng người dân không tin và chính quyền của tỉnh Giang Tây cũng không tin. Gần đây là cái việc mà video lan truyền trên mạng cho biết là số trước khoa khám sốt của bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán có đến mấy chục người xếp hàng chờ khám. Nhưng mà bệnh viện Đồng Thế xác nhận là có hơn 100 trường hợp. Thì nhiều khu dân cư dán thông báo về trường hợp lây nhiễm mới. Người dân nghi ngờ là có một số bệnh viện đã không muốn tiếp nhận bệnh nhân để khiến cho bệnh viện không thể vào viện để làm xét nghiệm, bởi vì là cứ có bệnh viện là lại phải cách ly, lại phải dành cái gọi là ngân quỹ cho cái việc xét nghiệm này, bởi vì chưa nhận được số tiền giải ngân. Và một thông tin khác cho biết là trong ngày 18 tháng 3 thì khu của Giang Can, thành phố Hàng Châu thông báo về số 2 trường hợp tự ý xét nghiệm. Và thông tin cho biết thì khôi phục làm việc sản xuất đã trở thành việc lớn hàng đầu theo như lời của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, và tự triển khai xét nghiệm virus viêm phổi Vũ Hán đối với người lao động, người bệnh thì đã cấu thành tội vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Thế nhưng mà các doanh nghiệp này, những người này thực sự cũng chẳng tin và muốn bảo đảm rằng trong cái khu làm việc của mình nó được an toàn. Ông Hoàng cho biết về vấn đề này là không rõ về tình hình nên cư dân không dám ra ngoài. Và một người thân của bạn tôi hơn 40 tuổi, sức khỏe vẫn tốt. Bên cạnh nhà có một người cách đây mấy ngày trở về từ bệnh viện container. Ông đến nhà người mới về này và nói chuyện và đã bị lây nhiễm, rồi ho, rồi sốt. Nhưng chỉ bị cho là cảm mạo cho đến khi là vào bệnh viện thì ngày hôm sau qua đời. Dĩ nhiên bệnh viện cũng nói rằng là nó không có vấn đề gì, là chỉ là vì bệnh khác mới bị chết. Thế nhưng mà thông tin này làm cho người ta cũng tiếp tục nghi ngờ. Ông Hoàng nói tiếp là tôi đã đặc biệt đến bệnh viện Hiệp Hòa để xem, mỗi ngày đều có bệnh nhân sốt, sao lại có thể không có ca nhiễm mới được. Ông nhận xét và nêu cái ý kiến của mình khi mà đã trực tiếp tới các cái bệnh viện để xem xét và đánh giá. Quay trở lại với cái cuộc xung đột liên tỉnh này thì điều đáng lưu ý là người dân thường cũng tham gia vào trận đánh nhau. Họ thậm chí tấn công dữ dội và lật luôn cả cái xe cảnh sát, khiến cho hiện trường rất hỗn loạn. Bởi vì người dân lâu nay cũng bị ức chế, cũng bị cấm cản. Và kể cả là trong khi là được lệnh là đi lại rồi mà họ cũng không đi, vừa tức bên này cũng vừa tức bên kia, nhân cơ hội nó lật xe luôn. Cuộc chiến giữa cảnh sát và người dân liên tỉnh kiểu này cũng là một điều mà khá hiếm thấy ở Trung Quốc. Ít ra là có mà đăng tải video thì ngay lập tức bị xóa. Nhưng trường hợp này thì cơ hội để cho thế giới nhìn thấy. Một nhà bình luận thời sự tên là Đương Hạo cho rằng cuộc chiến trên sông này cho thấy 4 dấu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dấu hiệu thứ nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng nguy cơ mất tín nhiệm cao từ dân chúng. Mặc dù thì nhìn bề ngoài cuộc xung đột này là do phía cảnh sát Giang Tây không cho phép người Hồ Bắc đi vào địa phận tỉnh này. Nhưng mà vì sao lại không cho? Đó mới là cái câu hỏi then chốt. Vì sao lại không cho người Hồ Bắc vào người tỉnh Giang Tây? Thì đó chẳng phải là bởi vì Đảng Cộng sản liên tục tuyên truyền là số người lây nhiễm mới, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc đã về không và cần dỡ bỏ phong tỏa để nối lại công việc. Thì chính phía bên Giang Tây không tin vào điều này, và tình thế trước mắt cho thấy ngay cả các quan chức cơ sở cũng không tín nhiệm những gì mà nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan truyền thông của Đảng công bố. Các quan chức ở tất cả các cấp đều biết rằng những gì Đảng nói chỉ là làm giả, là khuếch đại, là rỗng tuếch, là hư ngụy. Tức là ngụy tạo ra. Các quan chức Cộng sản Trung Quốc chỉ dựa vào dối trá để kiếm sống. Và Hồ Bắc là nơi bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong cả nước. Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn mà đã không còn một số nào về số 0 sạch sẽ là sao? Và cụ thể là bên phía Giang Tây không muốn tin và không thể tin được cái số liệu này. Và thực sự thì quan chức và người dân khắp nơi đều biết họ không mạo hiểm tính mạng của mình.
Vậy nên là không chỉ có Giang Tây là không muốn để cho người Hồ Bắc đến làm việc, mà ngay cả tỉnh An Huy lân cận cũng đang cố gắng chống cự và không muốn tiếp nhận cái lệnh này từ bên chính quyền Trung ương. Tuy nhiên là cần làm rõ bản chất của vấn đề không phải là nằm ở người dân Hồ Bắc, mà vấn đề là hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đây là mệnh lệnh nhằm giải cứu kinh tế. Mà tuyên truyền giả dối ra ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cho mặc dù cái tình hình dịch bệnh ở Hồ Bắc nó vẫn chưa hoàn toàn về con số 0, nhưng người dân lại phải ra ngoại tỉnh để kiếm sống, tiếp tục công việc. Bởi vì cái lệnh mà tiếp tục quay trở lại làm việc, nó làm cho người dân phải tiếp tục phải trả các cái bill, phải trả các cái chi phí. Cách làm dối trá này rõ ràng là không thuyết phục và được người dân và quan chức các nơi. Họ lo lắng dịch bệnh Hồ Bắc nó sẽ lây lan vào cái địa phận của mình. Và một lần nữa, cái sự kình chống này là nó có lý do, bởi vì nghi ngờ tất cả những gì mà trên phía chính quyền Trung ương làm và tuyên truyền xuống. Thế nên là cái hành động xuống đường để phản kháng đó, cuộc xung đột này không phải là cuộc xung đột dân sự bình thường, mà nó chính là sự xung đột với chính phủ và nó có khả năng lan ra cả nước. Cái nguy cơ thứ hai là dịch bệnh bùng phát khó có thể nối lại công việc. Xung đột này phản ánh rằng ai cũng biết công bố về tình hình dịch bệnh và kết quả chẩn đoán được đưa ra là không đáng tin cậy, không khả tín. Vậy nên dù chính quyền có dùng biện pháp cứng rắn là thúc đẩy nối lại công việc, ép người ta quay trở lại xưởng làm việc thì cũng khó có thể thực thi ở cấp cơ sở. Sẽ có nhiều cái phản ứng tiêu cực và làm qua loa chiếu lệ để cái ứng phó. Và tương lai có thể sẽ còn có những cuộc xung đột giữa người dân liên tỉnh tương tự để bảo vệ cái khu vực, cái địa khu của mình. Bởi vì họ cũng sợ chết và ai cũng muốn như thế. Tự dưng một cái thằng từ tỉnh khác, đặc biệt là từ tỉnh Vũ Hán vào, thành phố Vũ Hán vào, làm cho người dân gọi là điêu đứng trở lại thì cũng chẳng ai muốn. Nguy cơ thứ ba là khả năng tái bùng phát dịch sau khi khôi phục di chuyển là một điều mà đang hiển hiện. Bởi vì từ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc là những khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất dịch bệnh. Việc thúc đẩy gỡ bỏ phong tỏa, nối lại công việc là điều khiến cho toàn quốc tin tưởng dịch bệnh đã được khống chế để tiếp tục sản xuất và khôi phục nền kinh tế. Vốn là nó đang bấp bênh từ sau cái cuộc thương chiến, rồi bây giờ lại đụng thêm vấn đề này nữa. Tuy nhiên thì những người nhiễm virus có cái triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng có khả năng di chuyển khắp nơi và lây truyền virus sang từ người này sang người kia, từ khu vực này sang khu vực khác. Nó là một cái nguy cơ hiện hữu thực sự, bởi vì không phải là chỉ từ bên trong đi ra mà cả từ bên ngoài đi tới bên trong nữa, thì dẫn cho tới cái việc bùng phát ở Trung Quốc lại tiếp tục lại đặt nguy cơ. Tuy có người nói rằng là nhiễm virus này thì chưa chắc đã chết, nhưng nếu mà không đi làm thì có thể chết đói. Và đó là lý do, bởi vì không đi làm, không có được sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Và nếu nền kinh tế sụp đổ thì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ sụp theo. Và chính vì vậy nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn cái biện pháp là thúc đẩy nối lại công việc bất chấp những cái lo sợ. Mặc dù vậy thì cái thực tế là nếu bệnh có dấu hiệu tái bùng phát thì chủ doanh nghiệp và người lao động trên cả nước sẽ ngay lập tức đình chỉ. Họ sẽ ngưng ngay công việc sản xuất và công việc, chẳng ai dạy gì đùa với tính mạng, đùa với tử thần. Và nền kinh tế lại khựng lại, thậm chí là xã hội có thể còn hoảng loạn nghiêm trọng hơn. Bởi vì nếu tình trạng đó xảy ra thì số người nhiễm virus sẽ tăng lên đáng kể và không kể truy được cái hành tung của họ. Điều này khiến cho chính phủ và người dân khó khăn hơn trong việc ứng phó, dẫn tới rất nhiều những cái biện pháp khó khăn, không tính đến cái sự lây lan bất ngờ này thì sẽ làm gia tăng tổn thất xã hội và chính phủ cũng khó lòng mà dọn dẹp hơn trong các cái sự bùng phát trong tương lai. Cái tai hại thứ tư đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể có cái nguy cơ bị chia rẽ. Trong cái cuộc xung đột này, điều hiếm thấy là đơn vị cảnh sát liên tỉnh đánh nhau, hai tỉnh đã đụng độ với nhau đều là các anh có vũ khí với nhau cả. Điều đó có nghĩa là trước cái nguy cơ của virus, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở cấp cơ sở hoặc công chúng cũng tự bảo vệ sinh mạng của chính mình. Và dường như là chẳng còn phe nào nghe theo hướng dẫn của chính quyền cấp cao nữa. Cuộc đụng độ giữa cảnh sát hai tỉnh này cũng có thể là một sự khởi đầu, nó giống như tình trạng là loạn phiến quân ấy. Hơn nữa là nếu có quan chức cấp cao nào đó nhiễm bệnh hoặc qua đời, có thể khiến chư hầu khắp nơi đứng lên tự bảo vệ, tự trang bị cho chính mình và không còn tuân lệnh của chính quyền trung ương. Dẫn đến lúc đó là rất khó đề xuất tình thế trung ương và địa phương giằng co và đối đầu. Cái tình trạng căng thẳng đó nó có thể xảy ra
Và theo một số nhà quan sát trong thời gian qua thì hai thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Triệu Lạc Tế và Hàn Chính đã lâu rồi chưa thấy xuất hiện công khai và gần như biến mất khỏi các phương tiện truyền thông của Đảng. Liệu có phải là hai cái ông này đã bị nhiễm bệnh hay là bị cho ra rìa trong cái cuộc đấu đá và trong cuộc chiến tranh để tranh giành quyền lực, và trong cái lưỡng hội sắp tới sẽ sớm có câu trả lời. Bởi vì là hai người này đã biến mất, một là đã bị thủ tiêu, hai là bị dịch bệnh. Cả hai cái trường hợp đó nếu mà người dân phát hiện được thì nó đều có nguy cơ như nhau. Và cái tình trạng che giấu thông tin, cái sự thiếu minh bạch, nó mới là xảy ra cái cuộc đối đầu của người dân và giữa cảnh sát của hai tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc. Nó là một cái dấu hiệu không tốt cho chính quyền trung ương. Và phía của ông Tập Cận Bình sẽ xử lý như thế nào? Trong các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những bài phân tích, những bài bình luận liên quan tới các sự việc từ Trung Quốc. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ và chia sẻ. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình tiếp theo của VOTV.